Vào giữa tháng 10 vừa qua thì bản tin Nhật ký Cuộc sống đã liên tục phản ánh về việc là có một loại sản phẩm ghi nhãn hiệu là sữa Ensure nước được bày bán tràn lan ngoài thị trường, nhưng mà trên bao bì thì có ghi dòng chữ là không được bán ở Việt Nam và Mexico. Và mới đây thì lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã bắt một số lượng lớn sữa này và cho biết đó là sữa lậu. Đội quản lý thị trường số 2 chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện thu giữ 50 thùng, mỗi thùng 30 hộp sữa không rõ nguồn gốc được bày bán ngay trên vỉa hè phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số thùng sữa bị thu giữ trên bao bì có in rõ loại sữa là Ensure hương vani, được sản xuất bởi tập đoàn Abbott Hoa Kỳ. Và trên các thùng sữa này có in dòng chữ là không được bán tại Việt Nam hoặc Mexico bằng cả 3 thứ tiếng, tiếng Anh, Mexico và Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn mua bán hoặc là phiếu nhập hàng, đồng thời khai nhận số sữa trên đều là thu mua trôi nổi trên thị trường. Theo lực lượng quản lý thị trường Hà Nội, loại sữa này không được bán tại Việt Nam có thể vì chưa được cấp giấy phép nhập khẩu, cũng có thể là có chứa chất phụ gia không có trong danh mục được phép lưu hành ở Việt Nam.